Trên các đảo và điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa có 9 ngọn hải đăng. Những ngọn hải đăng hàng đêm cần mẫn chiếu sáng giúp định hướng cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực này. Nhưng không chỉ là công việc chiếu sáng, những ngọn hải đăng còn có nhiệm vụ khẳng định cột mốc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để đảm bảo cho những ngọn hải đăng nơi đây không bao giờ tắt, bất luận lý do gì, những người gác đèn nơi đây đã phải trải qua rất nhiều khó khăn so với những khu vực khác. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện của những người gác hải đăng tại Trường Sa trong ký sự sau. Đây là hải đăng đá Tây, gọi là đảo đèn. Nhưng nền của hải đăng luôn bị sóng tràn vào. Một căn nhà chừng 10 mét vuông là nơi làm việc và sinh hoạt cho 5 người. Đây là đảo đá Tây, nó gần như là biệt lập so với lại các đơn vị khác. Trong cái điều kiện thời tiết mà rất là khó khăn, thì mùa nắng thì rất là kéo dài, nhất là những mùa cuối năm ấy, sóng gió, sóng to biển lớn, mùa biển động ấy. Và cái điều kiện sóng gió thì anh em làm việc nó cũng sẽ vất vả hơn. Hải đăng đá Tây là vậy, nhưng hải đăng đảo An Bang cũng khốc liệt không kém. Phải vượt qua sóng dữ mới đến được hải đăng An Bang. Sóng ở đây có lúc cao hơn 6 mét. Khó khăn lớn nhất của đảo An Bang so với các đảo khác là ở đây dòng chảy sâu, nước xiết gần như quanh năm, là hòn đảo khó cập bến nhất của quần đảo Trường Sa. Chỉ cần gió cấp 3 hay cấp 4 thì những chuyến tàu cập đảo cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái đảo An Bang là một trong những cái đảo khắc nghiệt nhất trong các đảo của quần đảo Trường Sa. Có những lần mà tàu tiếp tế ra đảo An Bang, chúng tôi đi ra nhận hàng tiếp tế thì sóng to, nhiều khi tiếp cận vào đảo không tiếp cận được. Nhiều khi là đưa chuồng, đưa đồ vào đến nơi, vào đến bờ mà sóng đánh lật chuồng luôn. May mà chuồng không úp vào người, chứ úp vào người là rất là nguy hiểm. Thực tế là mua đồ ra đến đây rồi nhưng mà khi tiếp tế vào trong mình không nhận được nơi đảo, rơi xuống biển ấy, thì anh em cũng phải căn chỉnh cái điều kiện rồi là thực phẩm để mình sinh hoạt cho đủ cái thời gian tàu tiếp tế chuyến sau. Rất khó khăn. Dù khó khăn vất vả, những người gác hải đăng vẫn luôn đảm bảo các ngọn đèn được thắp sáng bằng hệ thống năng lượng mặt trời từ khoảng 5 giờ 30 chiều đến 5 giờ 30 sáng hôm sau. Mỗi trạm hải đăng có 5 cán bộ và nhân viên, chia thành các ca trực, đảm bảo vận hành hải đăng ổn định 24 giờ. Chiếc bóng đèn này chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay, nhưng trong đêm, ánh sáng của nó có thể vươn tới khoảng cách 20 hải lý. Đó là nhờ công sức bảo dưỡng hàng ngày của những người gác đèn đối với hệ thống thấu kính và các đầu dây điện trước khí hậu khắc nghiệt ở Trường Sa. Là đang bao nhiêu độ ở đó? Tầm 60 độ ở đây. Nắng nóng ảnh hưởng đến cái đầu mối nối dây vào các trang thiết bị, nóng quá thì khả năng nó chảy nhựa, hơi nước mặn liên tục thổi tất cả các mùa trong năm.
nó ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề hoạt động của máy móc cũng như trang thiết bị ở trên đèn. Nên là anh em phải quan sát và bảo quản hàng ngày, người kiểm tra toàn bộ hệ thống liên tục. Lần hai. Chúng tôi ở ngoài này thì điện lưới không có, tất cả từ vận hành đèn này, vận hành tất cả các thiết bị thì chúng tôi đều dùng hệ thống năng lượng mặt trời. Khi vào mùa mưa bão không có nắng thì chúng tôi là phải chạy bằng máy phát điện. Trong mấy chục năm qua, ngày nào cũng thế, bất kể là nắng cháy ra hay trong những trận siêu bão, Hải Đăng Trường Sa luôn đảm bảo lên đèn đều đặn suốt 12 tiếng trong đêm. Cuối năm 2017, anh em là cùng sửa chữa và nâng cấp cái trạm này. Vừa đi làm xong, bão vào cửa là anh em cứ mỗi người cửa, vừa chăng vừa giữ. Thế là nguy hiểm, đảo lúc ấy là nó hoang tàn lắm. Tất cả cái lá cây này đánh tan hết lá như kiểu bèo tấm ấy. Ở đây thì bị ảnh hưởng nhiều rồi, có những trận sét thì thiết bị nó đã cháy. Có những cơn bão mà bản năng lượng nhà, các cửa, rồi tất cả các thiết bị nó cũng đã bay đi rồi. Anh em luôn luôn xác định được, cố gắng hết sức mình và chưa giờ để đèn tắt cả. Ngoài đặng quan trọng là khi mà bão tới mình biết là cái ngoài đặng để mình vào cái đất liền đó là để mình né nè. Cái ngoài đặng là để báo trước cho mình cái niềm tin là mình gần tới bờ. Mình thấy ngài đang là mình biết cái bên bờ của Việt Nam của mình. Từ năm 1993, các trạm hải đăng chính thức được xây dựng ở quần đảo Trường Sa, khu vực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về vị trí chiến lược, tiềm năng kinh tế, an ninh quốc phòng của nước ta. Hệ thống hải đăng ở Trường Sa không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa của giao thông đường biển, mà còn góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Tôi đang có mặt tại trạm hải đăng đảo Sinh Tồn. Đây là một trong 9 ngọn hải đăng thuộc vùng biển quần đảo Trường Sa. Để đảm bảo cho những ngọn hải đăng này đã hoạt động thông suốt thì những người gác này nơi đây phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và trên hết là tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa thì công việc lại chính là sự tự hào và niềm vui của họ. Em sẽ nhìn thẳng xuyên qua cái tâm của nó, xuyên qua nó tạo thành một cái đường thẳng song song với nhau. Thì khi ba cái đường thẳng nó thẳng thì cái tâm động lực nó sẽ đạt. Để canh giữ ánh sáng cho chủ quyền biển đảo quê hương, những người gác đèn phải âm thầm chấp nhận nhiều hy sinh, cống hiến cả tuổi thanh xuân. Em thì vào ngành cũng được 2 năm rồi. Lúc đầu lần đầu tiên em đi đảo thì rất là nhớ nhà, nhưng bây giờ thì em cũng quen dần rồi. Năm anh em thì rất vui vẻ hòa đồng, yêu thương lẫn nhau. Đã xa nhà rồi thì yêu thương với nhau, đùm bọc với nhau. Thì các anh lớn đi nhiều, đi lâu thì bảo ban, thì các anh cũng hướng dẫn tận tình. Từ công việc đến đời sống thì các anh cũng chăm lo. Năm anh em thì rất là chan hòa với nhau. Trong trạm ấy thì cũng có một số đồng chí tuổi đời rất là trẻ. Thời gian đầu thì các đồng chí cũng bỡ ngỡ rất là nhiều. Đôi khi là đồng chí cũng không được lạc quan ấy. Nhưng là nhiều khi là tôi cũng động viên, bởi vì tôi vẫn nói với các đồng chí trẻ là chúng ta tự hào, bởi vì là công việc ở ngoài này, tất cả mọi người dân Việt Nam ở trong bờ là ai cũng hướng về biển đảo quê hương, hướng về Trường Sa thân yêu, cho nên ta phải lấy cái đấy là một niềm tự hào. Anh em ở ngoài trạm ấy, ở với nhau thời gian nhiều hơn là thời gian về nghỉ phép với gia đình. Nói thực sự là lúc mà chán nản là cũng có nghĩ là buông tay là nghỉ đấy. Nhưng mà khi mà mình đã vượt qua được cái đó rồi. Khi mà đi làm nhiệm vụ này cũng được động viên của gia đình và vợ con là thôi anh cũng cố gắng. Vì vợ, vì con, vì gia đình thì anh phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Giữa mênh mông biển khơi, sự cô đơn của những người gác hải đăng được xoa dịu bằng tình anh em, sự đoàn kết của đồng đội. Đối với họ, nơi đây là gia đình thứ hai, cũng đầy ấm áp, yêu thương. Trong những năm gần đây, điều kiện sinh hoạt, làm việc trên các trạm hải đăng đã được cải thiện đáng kể. Cũng được sự quan tâm thì anh em chúng tôi ngoài này cũng đã bớt khó khăn hơn so với những năm trước. Cơ quan cấp cho cái tivi để xem thời sự thì cũng một phần cũng bớt đi cái nỗi nhớ nhà, rồi cũng hiểu thêm được mọi cái thông tin xã hội hàng ngày. Tại các trạm hải đăng, những luống rau như thế này là sự cố gắng vô cùng của anh em nhà đèn. Thời tiết khắc nghiệt ở Trường Sa khiến họ phải chắt chiu từng giọt nước cho những ngọn rau. Những luống rau xanh mướt vừa giúp anh em cải thiện bữa ăn, lại là hình ảnh thân thương khiến họ dịu lòng khi nhớ nhà. Và điều đáng quý nữa mà họ ít khi kể ra, những mớ rau xanh đó còn được tặng cho ngư dân mỗi khi các thuyền cá ghé đảo. Các ngư dân của một số tỉnh như là Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định này, họ đi đánh cá ngoài này thực ra là cũng rất là vất vả. Khi họ cập ghe cá vào âu tàu thì chúng tôi thì ở trên đảo này cũng tăng ra được một chút rau xanh, thì chúng tôi cũng chia sẻ với cả các ngư dân của chúng ta, thì họ cũng lại cho chúng tôi cá, tình cảm cũng khăng khít, họ cũng lên chơi để mình cảm thấy nó rất là tình cảm và ấm cúng. Anh bộ đội ở đây anh cũng có gì anh cũng trao tặng lại cho những ngư dân biển, anh em ta tự tòng giúp đỡ cho anh em của tàu đó, nhiều khi bị kẹt đồng tàu rồi gió ở lại nhiều ngày á, nói cho anh em ở trên đảo anh cũng giúp đỡ cho ngư dân của chúng tôi, là anh em là tình đồng đường biển đảo với nhau á. Chúc anh em bộ đội trên hải đăng cả nước nói chung là mạnh khỏe, có nghĩa là giữ niềm tin để bảo vệ tổ quốc quê hương. Một bình minh tuyệt đẹp đang lên trên đảo Trường Sa lớn và hành trình quý giá đến với những ngọn hải đăng của chúng tôi cũng dần khép lại. Tôi đang có mặt tại ngọn hải đăng đảo Trường Sa lớn. Ánh sáng hiên ngang của những ngọn hải đăng tại quần đảo Trường Sa là sự khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và cũng là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển. Một cái tự hào là của mình là được đứng trên một mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc và làm một cái công việc rất là ý nghĩa. Mình 28 năm công tác ở Trường Sa rồi, được chứng kiến sự thay đổi của hải đăng và phát triển của đảo. Mỗi khi điện về thì em hỏi thăm sức khỏe ở nhà. Ba mẹ em thì cũng động viên em thôi, cố gắng lên. Rất là tự hào khi được làm một người gác đèn. Thì em cũng tự hào là khẳng định chủ quyền của Việt Nam.